Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, bầu Đức sẽ được dịp vui hết cỡ nhờ cán bộ mới của huấn luyện Park Hang-seo. Được FIFA khen ngợi, tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Và thông tin cuối cùng, đó là báo chí của Indonesia có nói rằng vì sợ chúng ta cho nên Việt Nam đã phải gọi cầu thủ thứ 12. Kính thưa quý vị, mới đây khi mà tâm sự về bầu Đức, huấn luyện viên Kirasak có chia sẻ rằng bầu Đức trong năm 2021 vừa qua cũng chưa thực sự vui mừng trước kết quả của Hoàng Gia Lai. Lý do không quá khó hiểu khi mà chiêu mộ huấn luyện viên Kertesak thì bầu Đức lập tức được chứng kiến một Hoàng Gia Lai thăng hoa. Cụ thể, sau 12 vòng đấu đầu tiên, câu lạc bộ Phú Núi đã thắng tới 9 trận hòa 2 và chỉ thua đúng một lần thôi. Cùng với đó là đứng đầu trên bảng xếp hạng V-League năm 2021. Và khi đang băng băng về đích thì giải đấu bất ngờ đã phải dừng lại. Dù hoàn toàn đồng ý với quyết định này do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra một cách căng thẳng, thế nhưng cũng có thể hiểu rằng bầu Đức hiện nay cũng cảm thấy rất hụt hẫng, cờ đến tay mà chưa thể phất được, thì ai biết rằng mùa tới Hoàng Gia Lai liệu rằng có thể đua vô địch mạnh mẽ như năm 2021 được hay không. Và đã có rất nhiều tranh cãi khi mà V-League năm 2021 đã buộc phải dừng lại, và có rất nhiều ý kiến cho rằng đó là Hoàng Gia Lai được nên trao cơ hội cho chức vô địch, và có ý kiến thì cho rằng chỉ cần ghi nhận Hoàng Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng khi mùa giải dừng cũng là đã quá đủ rồi. Thực ra thì phương án nào cũng không phải quá quan trọng, bởi dù Hoàng Gia Lai có được trao chức vô địch đi chăng nữa thì chắc chắn nó cũng không thể trọn vẹn, và cũng giống như Bồ Đức đã từng chia sẻ thì ông cũng không quan tâm quá nhiều đến việc là Hoàng Gia Lai có được trao chức vô địch hay không ở mùa giải mà tình hình dịch bệnh Covid diễn ra căng thẳng như vậy. Và kể cả việc được trao chức vô địch thì cũng khó để cho Bồ Đức có thể cảm thấy tự hào được. Và điều quan trọng cuối cùng đó là Hoàng Gia Lai cuối cùng thì cũng đã được tham dự đấu trường AFC Champions League 2022. Vị trí theo thường lệ sẽ dành cho nhà vô địch V-League 2021. Và điều đó có thể thấy rằng là nó cũng giống như việc là Hoàng Gia Lai cũng đã được công nhận chức vô địch rồi. Và tấm vé dự giải đấu lớn nhất cấp độ câu lạc bộ tại châu Á sẽ mở ra một mùa giải mới rất sôi động và đầy thách thức, và cũng là một phần mang đến rất nhiều những cơ hội cho tập thể của Bồ Đức. Nếu Hoàng Gia Lai có thể thể hiện tốt tại AFC Champions League và vô địch V-League năm nay thì chắc chắn rằng ông bầu Phú Núi sẽ cảm thấy thoải mái và tươi tắn đúng đủ 100%, chứ không phải như những gì mà huấn luyện viên Kertesak có chia sẻ, đó là bầu Đức chưa thực sự vui. Tất nhiên hiện nay thì để có thể vô địch được V-League năm 2022 thì quá khó khăn, bởi hiện nay thì rất nhiều các câu lạc bộ họ cũng đang đầu tư và sẵn sàng đua tranh cho giải đấu năm nay như là Sông Lam, Nghệ An, Bình Định, Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên thì việc có thể thể hiện tốt tại đấu trường AFC Champions League dù là vượt qua vòng bảng thôi thì cũng đó là một khó khăn thậm chí còn lớn hơn cả việc là đua tranh chức vô địch tại V-League. Bởi hiện nay tại sân chơi châu lục thì Hoàng Gia Lai sẽ phải đụng độ những đại gia tới từ Hàn Quốc rồi Nhật Bản, và một số đó nữa là một trận đấu cặp play-off giữa các đội bóng ở Trung Quốc và một đội bóng ở Đông Á. Chắc chắn việc bốc thăm như vậy thì cũng khiến cho Hoàng Gia Lai có rất nhiều lý do để mà e ngại, thế nhưng cũng đầy đủ những lý do để tự tin vào cái tập thể của mình. Tập thể của huấn luyện viên Kertesak sở hữu rất nhiều những ngôi sao từ huấn luyện viên cho đến các học trò, mà họ có rất nhiều cơ sở để kỳ vọng vào những sự bất ngờ. Một trong số những cái tên để Bồ Đức đặt niềm tin không ai khác đó chính là Công Phượng. Còn nhớ rằng đầu mùa 2020, Công Phượng tới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu sau thời gian dài phải dự bị ở đội bóng Bỉ St. Gilles, và cũng đã có rất nhiều những cái lo ngại về phong độ của Công Phượng sau khi mà tới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng thực sự rất nhanh chóng thì Công Phượng đã hòa nhập với câu lạc bộ mới và đã liên tục tỏa sáng, và thậm chí tại AFC Cup thì liên tục Công Phượng cũng đã ghi bàn giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tốt trước khi bị giải bị dừng vì Covid-19. AFC và AFC Champions League có sự chênh lệch rất lớn về mặt chất lượng, về mặt đẳng cấp, và thách thức tại AFC Champions League khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng đừng quên rằng tập thể Hoàng Gia Lai nếu thăng hoa được như mùa giải năm 2021 thì đương nhiên họ cũng sẽ được đánh giá cao hơn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2020. Mặc dù thời điểm đó thì Thành phố Hồ Chí Minh được cho là một tập thể rất mạnh. Và nếu thế thì không loại trừ khả năng là trước các cường địch tại châu Á hiện nay, nếu có thể tỏa sáng và được hỗ trợ bởi những đồng đội cực tốt của mình với việc là có rất nhiều những ngoại binh chất lượng, thì Công Phượng sẽ tiếp tục lại tỏa sáng, tiếp tục nổ súng và tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số. Và một cách thực tế mà nói thì thật khó để mong Hoàng Gia Lai có thể thắng được những đối thủ tới từ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thế nhưng nếu câu lạc bộ Phú Núi có thể chơi sòng phẳng trước các đại kình địch như thế này thì ghi bàn thắng và thậm chí là có thể có những trận hòa cũng đã đủ để khiến cho Bồ Đức sẽ cảm thấy mãn nguyện rồi. Và sau khi có được những trận đấu thành công tại đấu trường AFC Champions League
thì việc tiếp theo của Hoàng Gia Lai đương nhiên đó sẽ là chinh phục chức vô địch V-League năm 2022. Và nếu có thể làm được đó thì đó sẽ là món quà lớn dành cho Mộ Đức, một người đã vô cùng tâm huyết với không chỉ câu lạc bộ Gia Lai mà ông là một người vô cùng tâm huyết với bóng đá Việt Nam với quá nhiều đóng góp mà chúng ta có lẽ cũng phải chia sẻ rất nhiều lần, rất nhiều thời gian thì mới có thể hiện được. Và một thông tin tiếp theo đó được FIFA khen ngợi thì tiền đạo nữ Việt Nam quyết tâm tham dự World Cup lần đầu tiên ở trong lịch sử. Mới đây thì trên trang chủ FIFA đã có những lời thán phục dành cho tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam, đó chính là Hải Yến. Nếu Hải Yến duy trì được phong độ ổn định như đã từng thể hiện ở vòng loại Asian Cup thì cầu thủ này đã sẵn sàng để giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nữ. Mà tiền đạo 27 tuổi đã ghi tới 8 bàn sau chỉ có 2 trận đấu của những chiến binh sao vàng, qua đó giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam giành một suất đến với Ấn Độ. Hải Yến cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại Asian Cup 2022, hơn người thứ sau đó là Mira của đội tuyển Hàn Quốc tới tận 3 bàn thắng. Bà trả lời phỏng vấn mới đây của FIFA thì Hải Yến cũng đã có những dự định về mục tiêu tại Asian Cup nữ và hướng đến tấm vé vòng chung kết World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hải Yến có chia sẻ rằng, tất nhiên Asian Cup là một bài kiểm tra với chúng tôi. Mục tiêu của tôi cho chiến dịch này là rất đơn giản, cố gắng giúp cho đội tuyển của mình chiến thắng trong các trận đấu để có lần đầu tiên giành quyền tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Và tôi nghĩ rằng cơ hội cho các đội bây giờ đang tăng lên và kể cả với tôi, chúng tôi cũng như vậy mà thôi. Vì vậy mà tôi và các đồng đội của mình sẽ cố gắng hết sức. World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ và tất cả những gì tôi muốn đó là thực hiện hóa cái điều này. Trong khi đó thì FIFA đã tiếp tục đề cập đến màn trình diễn tỏa sáng của Hải Yến trong suốt sự nghiệp của cô cho tới thời điểm này. Cầu thủ trẻ Phạm Hải Yến đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Hà Nội vào năm 2011 và từ đó thì sự nghiệp của Hải Yến đã bắt đầu thăng hoa với đội bóng thủ đô khi cô có 4 lần giành hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia nữ Việt Nam ở các năm 2015, 18, 19 và 20. Ở cấp độ quốc tế thì Hải Yến ghi được 30 bàn sau 44 lần khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam trong 11 năm. Cô có bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan tại chung kết SEA Games 2019 là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Và trong trận đấu đó, hai đội đã hòa nhau với tỷ số không đều sau 90 phút. Nhưng chỉ sau 2 phút sau hiệp phụ đầu tiên, Hải Yến đã ghi bàn giúp cho đội nhà vươn lên ấn định chiến thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và cùng năm đó thì Hải Yến cũng đã thể hiện được sự xuất sắc trong chức vô địch F-Cup, nơi cô ghi 6 bàn giúp cho Việt Nam lên ngôi vô địch. Là một phần không thể thiếu trong đội hình của Huy Mai Đức Trung, Hải Yến đang quyết tâm giúp cho đất nước của mình tham dự World Cup 2023 tại Australia. Đó là những gì mà FIFA có chia sẻ về cầu thủ nữ của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2022 thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta hiện nay đang bị hoành hành bởi dịch bệnh Covid-19 với rất nhiều những cầu thủ đang bị bệnh. Tuy hiện nay thì thông tin khá vui đó là có những cầu thủ hiện nay đã âm tính tại Tây Ban Nha và cũng đang sẵn sàng hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam và sẽ ra sân trong trận đấu mở màn gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 1 tới đây. Tuy nhiên thì việc gặp những đối thủ như thế này là cực kỳ khó khăn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nhưng với Hải Yến và với những tinh thần của tuyển nữ Việt Nam thì tương lai bóng đá nữ Việt Nam chúng ta sẽ tham dự World Cup có lẽ không còn quá xa nữa đâu. Và cũng liên quan đến SEA Games thì mới đây báo chí của Indonesia thì nói rằng là vì sợ Indonesia cho nên là Việt Nam đã phải gọi cầu thủ thứ 12 tại SEA Games 2020. Tờ Indosport có viết rằng U22 Việt Nam của huấn luyện viên Park Seo vừa đón tin vui trước sự kiện thể thao lớn nhất tại Đông Nam Á SEA Games 2022. Đoàn quân của Ron Parser sẽ có thêm động lực để bảo vệ tấm huy chương vàng giành được tại kỳ đại hội năm 2019. Đây là điều do tất cả các trận bóng đá có thể tham dự với tối đa là 50% sức chứa của sân vận động. Sự xuất hiện của cổ động viên chủ nhà giống như cầu thủ thứ 12 của Việt Nam, và điều đó sẽ giúp cho tinh thần chiến đấu của đoàn quân Ron Parser sẽ tốt hơn. Hơn nữa thì họ sẽ phải đối diện với U22 Indonesia, đối thủ được coi là một loại dạng nguy hiểm nhất. Tại F-Cup 2020 thì Indonesia sử dụng chủ yếu những cầu thủ lứa U22 nhưng đã cán đích bằng vị trí Á quân. Điều này trở thành một nỗi sợ hãi lớn dành cho U22 Việt Nam dù họ có lợi thế là chủ nhà. Và trong khi đó thì trước khi bước vào SEA Games 2022, U22 Việt Nam và U22 Indonesia có thể sẽ phải đối mặt ở giải U23 Đông Nam Á. Đội hình của ông Shin Tae-yong nằm tại bảng B với Malaysia, Myanmar và Lào, trong khi đó thì Việt Nam phải rơi bảng tử thần có Thái Lan và Singapore. Và để nói rằng là chúng ta sợ hãi để nhờ tới cầu thủ thứ 12 ở đây chính là các cổ động viên thì có lẽ không phải, đương nhiên chúng ta cũng rất cần có sự cổ vũ của các cổ động viên. Thế nhưng để nói rằng chúng ta sợ hãi và chỉ mong vào sự cổ vũ đó để có thể chiến thắng thì không phải.
Hiện nay thì U22 Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều những cầu thủ tốt. Chỉ có điều là quả thực thì họ trong quãng thời gian vừa qua cũng không có nhiều thời gian để mà thi đấu mà thôi. Còn tôi vẫn đánh giá rằng là lứa trẻ của đội tuyển Việt Nam chúng ta có rất nhiều nhân tài và hy vọng rằng trong thời gian tới thì những cầu thủ đó có thể sẽ tỏa sáng tại giải đấu sắp tới, đó là giải U23 Đông Nam Á, và xa hơn nữa đó là SEA Games sẽ được tổ chức vào giữa năm nay, vào khoảng tháng 5. Và xin chúc cho tất cả những đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu thành công.